Là tất cả các bạn nhìn thấy cái hình ảnh này chưa rồi? Các bạn nhìn thấy hình ảnh này chưa? Dạ thấy thầy, lên 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 bốn thấy. Thôi là mình bắt đầu học luôn nha. Mấy chị cũng thông cảm thôi, tại vì hôm nay vừa chụp vừa ấy nên hơi bị trễ tí xíu. Rồi mình coi lại cái slide này, tại vì khi mà kiểm tra cuối đợt của mình á, thì khi mà ở phần cắt lớp vi tính sọ não và nhồi máu não chủ yếu là đục cắt lớp vi tính sọ não, phần chấn thương và phần đột quỵ. Rồi trong đó mình có kiểm tra luôn cái phần là giải phẫu của cắt lớp vi tính, nên mình chú ý phần này ha. Thì mình cái khoảng mình biết đây là cái chất trắng, còn phía bên ngoài của mình là chất xám của vỏ não phía bên ngoài. Còn đây là sừng trán của nó bên, ở cạnh dưới sừng trán hai bên chính là cái nhân bèo ha, ủa là đầu nhân đuôi. Còn cái vị trí này nè là chi trước bao trong, hả? Rồi bạn lên một thấy chưa bạn? Rồi mình nói tiếp tục ha. Thì đây là cái chi trước bao trong hay là chi sau bao trong, và vị trí này là cái nhân nhân bèo, và số 2 này là đầu nhân đuôi, số 3 là cái nhân bèo ha. Thì thường ta gọi cái số 2 số 3 chung là thường là cái nhân nền ha, thường gọi chung là từ nhân nền. Rồi số 4, số 4 này là chính là cái hình ảnh của cái đồi thị, và số 5 là hình ảnh của cái đường giữa, hay muốn nói tới cái đường giữa. Rồi à đây đi số mấy, rồi đây là cái rãnh semi-út ha, cái rãnh semi-út chính là cái thùy thùy đảo ha. Rồi đây là cái chất trắng mà nói hai bán cầu đại não á, thì đó là cái thể chai, phía trên đây là gói thể chai, còn phía bên dưới này là lòi thể chai. Và tại vì cái này nói rồi nên mình nói hơi nhanh tí xíu à. Rồi đây là hình ảnh của cái thứ nhất là cái thùy chán à, bên đây là bên phải, còn bên đây là bên bên trái, đây là thùy thùy thái dương. Còn đây là hình ảnh của cái cầu não, đây là hình ảnh của cái não thứ tư, còn đây là hình ảnh của cái tiểu não ha, tiểu não bên bên trái, đây tiểu não bên bên phải. Rồi khi mà cắt lên trên cao thì ví dụ ta hỏi đây là cái gì nè thì đây là cái chất trắng, nhưng mà khi lên cao không còn thấy não thắt nữa thì tôi gọi đây là vùng trung tâm bán bầu dục à, trung tâm bán bầu dục chỗ cái chất trắng này đây Rồi ở đây nè, nãy mình nói có cái hình để mình coi rồi ha, thì đây là sừng trán của não thắt bên cái chất trắng mà nó nối hai bán cầu đại não lại, thì đây gọi là cái gối thể chai, còn phía đây phía dưới này nè gọi là bụng thể chai. Đây là cái chi trước bao trong, đây là chi chi sau bao trong. À, đây là đầu nhân đuôi, còn đây là vị trí này là nhân nhân bèo, còn chỗ này là cái rãnh rãnh semi-út, cạnh rãnh semi-út chính là cái thùy thùy đảo. Phía bên ngoài là chất xám vỏ não phía bên ngoài, còn cái đen đen bên trong này là chất chất trắng. À, chính giữa này là cái liềm liềm đại não. À, đây là vôi hóa của nhân nhân bèo. Và cái đường thẳng này chính là hình ảnh của cái não thấp H3. Đây là cái chỗ sừng chẩm của não thấp thấp bên.
Rồi ở đây cái cầu não, phía trước cầu não thì thường có cái bể trước cầu não là cái màu xanh lá cây nè, hay là bể trước cầu não. À, trong quá trình mà có những trường hợp là xuất huyết khoang dưới nhện đó, thì cô Linh máy mắt hả? Cái liên quan là liên nào? Rồi chưa các bạn? Được chưa? Rồi, đây là bể bể trước cầu não ha, chỗ màu xanh lá cây, màu xanh lá cây. Rồi màu xanh lá cây là cái bể bể trước cầu não, khi có xuất huyết khoang dưới nhện đó thì này nó sẽ có hình ảnh là tăng đậm độ của máu ha. Rồi đây là hình ảnh cái hai bên đây là chỗ cái xương đá ha. Đây là khí bào của xương xương chẩm. Và nếu hỏi thùy này là thùy gì, đây là thùy thái dương ha. Còn ở phía trước này là thùy trán, đây là bên trán phải, còn đây là trán trái, còn đây là cái tiểu não bên bên phải, và đây tiểu não bên bên trái. Còn giống chữ U ngược này chính là H4. Rồi đây là các cái, nhưng mà cái thân não á, mình thấy cái nó tròn tròn giống hình cầu là chính là cầu não, mà nếu như ở đây nó có hình hơi lõm xuống, chỗ cầu não hơi lõm xuống á, thì đó chính là cuốn não ha, là phía trên cao của cầu não nữa, là nó hơi lõm xuống xíu này. Còn đây là hình ảnh chữ U ngược là chính là hình ảnh của não H4. Và đây là cạnh cái đảnh xương búa chính là cái thùy thùy đảo. Rồi đây là cái hình ảnh của cái nhân nhân bèo, đây là đầu nhân đuôi, đây là hình ảnh của đồ thị nãy nó chỉ rồi. Rồi khi mà cắt lên trên thấy cái thằng não thắt không á, mình thấy cái chất trắng mà cạnh thằng não thắt á, thì nó gọi là cái vùng vành tia, thường đọc là có nhồi máu vùng vành tia gì là mình biết là cái chỗ này là cái thằng não thắt, mà cái cạnh của nó là cái chất trắng á, thì mình muốn gọi chỗ đó là cái gì thì đó gọi là cái vùng vành tia ha. Rồi đây là cái chi trước bao trong, đây là cái chi chi sau bao trong. Đây là khi mà mình đây cái thân não thắt ở hai bên, cái não thắt hai bên, chứ mình kéo một cái đường đi ra ngoài này, đường này ở phía trên này kéo ra đây ha, giống hình chữ V vậy đó ha, thì chính giữa này chính là cái chỗ cung cấp của cái động mạch não giữa. Và đây là đường cung cấp của động mạch não não trước, đây là cung cấp của động mạch não sau. Như vậy các cái nhân nền phía bên trong, ví dụ như là đầu nhân đuôi và nhân bèo, là được cung cấp máu bởi của động mạch não não giữa, các nhánh của động mạch não giữa. Và đồ thị thì được cung cấp bởi cái động mạch não não sau. Yeah. Năm là tắt buồn hả? Số năm nhớ được. Rồi số 5 thấy chưa bạn? Rồi. Rồi thí dụ như từ nãy giờ, ví dụ như về cái hệ thống não thắt á, tôi hỏi là não thắt tư
não thắt ba hoặc não thắt bên là chắc mình sẽ nắm ha. Não thắt ba là cái đường cái gạch thẳng này nè, não thắt ba ha. Còn não thắt tư là hình ảnh chữ U ngược, hình ảnh chữ U ngược ha, đây chữ U ngược đây chính là não thắt tư. Còn não thắt bên đây chính là não thắt bên, phía trước là sừng trước não thắt bên, phía sau là sừng sau não thắt bên hay còn gọi là sừng chẵn, phía trước hay còn gọi là sừng chán ha. Và chính giữa là thân của não thắt bên. Rồi về thân não là có cuốn não, cầu não và hành não. Khi mình cắt càng lên trên thì hướng về cái cuốn não, mà nếu mà cái hình tròn này chính là cái lãnh cái cầu não. Còn mà khi cắt hơi cao lên tí xíu mình thấy cái chỗ hình tròn này nó hơi lõm xuống ha, hơi lõm tí xíu đó chính là hình ảnh của cái cuốn não ha. Còn thấp xuống tí xíu á, thấp xuống phía bên dưới á thì nó chính là phần của hành não. Rồi đó về thân não ha. Rồi một anh chị nào nói cho tôi nghe coi, ví dụ có cái câu hỏi này đi thi tôi hỏi giống gì luôn nè. Mà mình nhớ ha, cái phần kiểm tra cuối đợt của mình thường là một cái hình ảnh có thể là bốn lựa chọn cho mình, có một cái lựa chọn bên trong đó ha, cho nó dễ ha, bốn hoặc là năm cho chỉ một lựa chọn thôi chứ không cho hai ba lựa chọn nó hơi khó. Rồi đâu ví dụ có cái câu hỏi đó tôi hỏi đó là gì Phương Thảo, à đúng rồi cầu não. Ví dụ tôi đang hỏi chỗ này đó là có chút câu hỏi này là gì, trả lời được mấy bạn chỗ này. Vị trí chỗ này tôi hỏi này là gì bạn? À đúng rồi thì Thái Dương. Rồi ví dụ tôi đang hỏi chỗ này nè. Chỗ này là gì? Đây là gì? Vị trí này là gì? Để gì? Giống như là hình ảnh cái mà sao năm cắn gì đó. À, bể quên cầu não đã nằm ôm dọc cầu não thế này, ở phía trên này gọi là cái bể, bể chân yên hay là bể nền đó, hay gọi chung là từ bể nền, nhưng mà đây là bể bể chân yên ha. Khi mà bệnh nhân thấy mình thấy là tự nhiên cái bể trên này nè nó tăng ngầm độ trơn á ha, thì thường gặp trong cái xuất huyết khoang dưới nhện, và nếu mà gặp ở người trẻ nữa ha thì thường là do cái vỏ phình mạch á, mình chú ý đây là bể bể chân yên ha. Rồi đây là rãnh gì các bạn, ví dụ hỏi đây rảnh này rảnh gì? Dạ rảnh trung tâm thầy. À nếu mũi tên này hỏi thì gì á, thì gì á thì sẽ trả lời là thì gì bạn? À mình nhớ là có khi có rảnh trung tâm này rồi là các viên lên trên cao rồi, thì phía trước rảnh trung tâm chính là thì chán, còn phía sau chính là thì đỉnh ha. À, trên đây chỉ còn chán với đỉnh thôi, các bạn nhớ đừng lộn chỗ này nha. Rồi dùng cái tên này cũng hỏi gì vậy bạn? Cấu trúc này gọi là gì? Dạ vành tia thầy. À khi mà nó chỉ trúng vô cái chỗ não thắt này chứ cũng hỏi là đây chính là thân của não thắt bên. Còn muốn một vành tia bạn nói đúng đó, khi tôi dời mũi tên xích ra tí xíu nghi chân cho chắc chắn, nó dùng chỗ này. Như chỗ này nè, à, thì bạn sẽ trả lời là dùng vành tia, tôi sẽ trả lời cho bạn đúng. Rồi hiểu mấy bạn? Chỗ này được chưa bạn? Tại vì tôi chỉ trúng vô trong cái chân đây luôn nè, thì mình sẽ nói là thân não thắt bên ha, nhưng mình sẽ có năm cái lựa chọn trong đó. Ví dụ như là ở ngay chân đây tôi chỉ vòng vòng chỗ này nè ha, chỉ mũi tên vô đây nè ha, thì bạn sẽ trả lời dùng vành tia là đúng. Rồi được chưa các bạn, có thắc mắc gì không? Được ha. Rồi ví dụ chỉ cái chân đây là cái liềm đại não ha, đây là liềm đại não. Rồi đó là ví dụ một số trường hợp đấy tôi có hỏi rồi đó. Ấy dù bạn tôi đang chỉ chỗ này nè bạn, thì tôi sẽ nói đó là dùng vành tia ha, chỉ phía ngoài này nè nó gọi là dùng vành tia nè ha. Còn chỉ đụng vô đây là cái thân não thắt luôn rồi ha, thân não thắt bên. Rồi giải phẫu thì tôi sẽ cho khoảng 5-10 slide đó ha, của cái sọ não của mình. Sao chị? Ủa sao mình đâu có đụng gì đâu ta? Có bình thường hả? Chị mấy anh chị chịu khó dùng cái đi ha. Chứ giờ tôi đâu biết làm sao. Ủa anh Toàn ơi, anh Toàn ơi,
Ủa sao cái mấy cái link nó bị cái gì vậy? À. Rồi mấy chị chịu khó dùm tôi chút. Nếu không được tôi sẽ dặn chậm lại. Rồi ai đọc dùm tôi cái này các bạn. Có hình này rồi đó. Đây là cửa sổ xương trong chấn thương sọ não. Mời Mai Thành Công Chiến. Công Chiến có không? Công Chiến có không các bạn? Giờ không mấy ai đọc lên cũng được nữa đó. Rồi, gãy xương gò má bên phải đúng rồi nè. Và phù nề mô mềm, nó có tụ khí nè. Lời sau hàm này có vấn đề gì không các bạn? À, dày niêm mạc sau hàm ở này là dày của phía bên bên trái, còn cái sau hàm bên phải có vấn đề gì không các bạn? Cái sau này thấy nó có liên tục giống như đây không, cái thành sau này nè. À, cộng đúng rồi, dở vỡ các cái thành son và có tụ dịch ở trong cái son này. À, đúng rồi, về mặt mô mềm là phù này mô mềm à, má phía phía bên 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 phải ha, có tụ khí nữa. Rồi thứ hai là vỡ các cái thành son và có tụ dịch à, mẫu mặt ra là dịch máu đó ha, ở son hàm phía bên bên phải à, vỡ cái à, xương gò má phía bên bên phải. Nếu hình này thì mình sẽ nói như vậy, ba cái đó như vậy mới đúng. Ví dụ tôi cho một cái hình này và tôi có thể cho thứ nhất là vỡ cái thành son hàm bên phải, cái gãy xương gò má bên bên trái à, rồi cho bốn cái nhau, có một trong đó chỉ có một đó đáp án đúng thôi, đó là vỡ cái thằng son hàm bên phải, phù nề mô mềm má phía bên bên phải, rồi gãy cung tiếp xương hàm phía bên phải, thì mình sẽ chọn cái đó à. Thì thường là mình sẽ có một lựa chọn, có thể là cho bốn hoặc năm cái, thì mình sẽ chỉ chọn một cái đúng. Cảm ơn chị nhớ nha. Cái hình ảnh này không phải không, nó không có gãy ha, cái này là nó cái dày niêm mạc của son hàm thôi. À, hình ảnh này thì mình đọc qua thôi, và đây là gãy xương, gãy xương hàm dưới. Ở đây ảnh cũng là gãy xương của cái xương hàm hàm dưới. Cái này hình nào không ấy tôi sẽ lướt qua nhanh ha. Rồi đây là cái dày và mờ cái son hàm son sàn à, hai bên. Ở đây là vị trí của son sàn ha, dày niêm mạc của son sàn hai hai bên, còn đây là son bướm bình thường. Này là dày niêm mạc son sàn và son bướm. Dày niêm mạc của son bướm phía bên bên trái. Ở đây cũng là hình ảnh dày niêm mạc son bướm bên bên trái ha. Và dày niêm mạc son sàn ở hai hai bên. Giải phẫu đây là hình ảnh khí bào của xương chẩm. Ở đây là hình ảnh khí bào của xương chẩm. À, đây là hình ảnh của cái xương xương đá. Đây là cái cung tiếp xương gò má, son sàn và đây là cái son son bướm ha. Đây là chỉ có dày niêm mạc son bướm phía bên bên trái và dày niêm mạc son sàn hai bên. Đây là dày niêm mạc son hàm ở hai hai bên. Rồi đây mình thấy là có phù nề nè, có tụ khí nè, phù nề tụ khí và mắc liên tục cái thành son hàm đây ha, và đây cũng mắc liên tục luôn. Đây là vỡ các thành son hàm và tụ dịch ở hai bên ha, có phù nề mô mềm à, phù nề mô mềm dùng xương dùng má ở hai bên luôn ha, phù nề mô mềm ở hai bên và vỡ các thành son hàm hai bên à, vỡ cầm tụ dịch ha, đây có tụ dịch luôn. Trường hợp này mình thấy ở đây cái ảnh này là chính là dày cái niêm mạc son hàm ha, trong trường hợp những trường hợp là viêm son mạn tính thôi. Rồi hình ảnh này tất cả từ nãy giờ á, thì mình chú ý từ nãy giờ tôi nói á, thí dụ như hình ảnh này à, những hình ảnh này ví dụ tôi nói là à, bệnh nhân này có chấn thương bị tai nạn giao thông, bạn chẳng đó là gì à, thì đây là tôi thấy là mắc liên tục son hàm hai bên nè à, thì mình biết là vỡ thành son hàm hai bên, có mô mềm có phù nề hay không, đây là có phù nề và tụ khí nè, đây là phù nề và tụ khí à, dùng xương má hai bên ở mô mềm dùng má hai bên à, vỡ và tụ dịch của son hàm ở hai bên vậy là đúng à, của cái này. Rồi thí dụ như bệnh nhân này bình thường đi khám sức khỏe thôi ha, tôi nói thì mình biết là đây là ảnh
dày niêm mạc son sàn hai bên là được rồi nha. Có hai vấn đề, thứ nhất đó, là của 10 lý bệnh lý về son, thứ hai là bệnh lý về chấn thương, nếu mình chú ý coi có gãy như thế nào hay không. Rồi đây là ví dụ như hình ảnh này rồi, cái thành son là thấy bình thường, liên tục bình thường, là bệnh nhân không có chấn thương gì hết, và nó viền theo cái cung như thế này ha. Thì đây đọc là dày niêm mạc son hàm hai bên, trong những trường hợp là viêm son và mạn tính. Rồi hình ảnh này một bệnh nhân bị chấn thương đi đến với mình ha. Thì hình ảnh này có vấn đề gì không các bạn? Tụ máu ngoài màng cứng, có ai trả lời khác không? Tụ máu dưới màng cứng ở bên đâu? À, bên trái ha. Rồi tụ máu dưới màng cứng bên trái à, tại đây là dạng hình liềm ha. Giai đoạn này là giai đoạn cấp bán cấp hay là mạng các bạn? Ừ, nếu mà theo đúng hình gì ha thì nó giảm làm độ gì nghĩ tới giai đoạn mạng, tuy nhiên còn khám lâm sàng nữa ha. Một số trường hợp đây mình biết là tụ máu dưới màng cứng, một số trường hợp là đầm đầm độ cũng là giai đoạn cấp nữa, và một số trường hợp là bệnh nhân có cái thiếu máu á, ha. Khi mà cái nồng độ hemoglobin của người ta là khoảng từ 8 cho tới là 10 gram trên đề lít đó, thiếu máu khoảng 8 đó, thì một số trường hợp là cấp, nhưng mà mình vẫn có thể thấy là được hình ảnh đồng nồng độ, do đó là còn cần phải dựa vào lâm sàng cái thời gian nữa. Cấp tính là nhỏ hơn 3 ngày, còn bán cấp là từ 3 ngày tới 3 tuần, còn mạng tính thì thường là lớn hơn 3 tuần. Rồi đây là hình ảnh gì bạn? Tiếp tiếp. Lâm Hồng Minh. Mời bạn Lâm Hồng Minh. Mời bạn Lâm Hồng Minh. Có không? Bạn nào không có tôi chết cho không có ha. Rồi tiếp tục của lớp chung một ngoại đi ha. Lê Hải Đăng. Ở đây là nãy mấy đứa lấy giùm mình kỳ viết chưa một cái từ giấy giùm mình. Tụ máu dưới màng cứng bên phải, thường tụ máu dưới màng cứng bên phải thì mình đọc á, thì mình phải đọc là cái bề dày của cái lớp tụ máu này là bao nhiêu, chỗ gì nhất là bao nhiêu ha. Thứ hai là đường giữa này có di lệch là bao nhiêu cm sang đó bên, và có chèn ép cái não thắt hay không. Mình đây rõ ràng mình thấy là đường giữa bị đẩy lệch sang phía đó bên là bên trái nè, và chèn ép của cái não thắt bên bên phải đây ha, mình nhớ ha. Rồi cảm ơn anh. Rồi đây cũng là ảnh tụ máu dưới màng cứng mà nó giảm đậm độ, thì đây là giai đoạn mạng tính. Rồi hình ảnh này. Hình ảnh này bạn. Trương Minh Quang. Trương Minh Quang có không? Rồi đây là ảnh gì nè bạn? Xuất huyết dưới nhện. Chưa đúng. Mời bạn Bùi Trần Chí Tính. Chí Tính có không? Chí Tính. Tính quá à. Rồi Trần Hoàng Anh. Cao học ngoại. Chí Tính. Rồi có gì không bạn? Rồi nghe trả lời cho bạn. À, xuất huyết dưới nhện. Rồi cảm ơn bạn. Chưa đúng ha. Cái này mình đã hỏi đúng bác sĩ bên ngoài luôn rồi đó. Rồi có ai nói hình ảnh này đúng với tôi không? Bạn nào nghĩ đúng hình ảnh này coi. Xuất huyết liềm đại não á này. Liềm đại não trái. Xuất huyết liềm não bên trái. À, mình nhớ nè, khi mình học giải phẫu mình nhớ là thứ nhất á, cái màng cứng của mình cấu tạo gồm có hai cái lớp, hai cái lá, giống như lá ngoài và lá trong, đúng không? Lá ngoài nó bám sát vào cái bàn sọ trong, còn cái lá trong của nó chập lại thành cái liềm đại não hay là cái liều tiểu não, và do đó là khi mà tụ máu dưới màng cứng á, thì ở bên đây nó không được di chuyển qua phía bên đó bên ha. Ở bên đâu bắt cầu đại não bên đâu là nằm bên đó. Tụ máu dưới màng cứng nó sợ nhất là cái liềm đại não và cái liều tiểu não,
Còn mà tụ máu ngoài màng cứng á thì nó sợ nhất là cái khớp sọ, đúng không? Do đó mình chỉ thấy ở bên đây thôi, nằm ngay chân chỗ cái đường giữa như thế này, mà nó chỉ nằm bên một bán cầu đại não chạy dọc theo cái liềm đại não, thì đây là chính là nấm tụ máu dưới màng cứng, mà nó có tăng đậm độ như thế này ha, thì đây là tụ máu dưới màng cứng giai đoạn mà cấp tính. Rồi mấy bạn có vấn đề gì hỏi thắc mắc không mấy bạn? Ví dụ hồi nãy mình nói đây là nảnh xuất huyết khoang dưới nhện á, thì mình coi các cái đại não này nè, nó có tăng đậm độ hay không ha, hoặc là các bề não có tăng đậm độ hay không, thì mình nghĩ đến một cái xuất huyết khoang dưới nhện. Còn ở đây là phía vùng này là ở vùng trên cắt lên trên cao rồi, mình có thể là thấy được cái rãnh trung tâm nó lấp ló đây ha, thì trên đây chỉ có trán và đỉnh thôi ha, thì ở đây là thùy đỉnh ở phía bên trái, phù nề mô mềm vùng đỉnh ở phía bên trái. Như vậy đáp án đúng ở đây á thì là tụ máu dưới màng cứng ở phía bên cạnh liềm não ở phía bên trái ha, và phù nề mô mềm ở vùng đỉnh ở phía bên trái. Đó, khi nào mình trả lời hai cái đó đúng á thì mình sẽ check vào ha, thì có thể là có 4-5 câu hỏi nhưng mà chỉ có câu đó là đúng hết, đúng và đầy đủ, mình nhớ nha. Rồi hình ảnh này các bạn. Đúng rồi, tụ máu ngoài màng cứng à, ngày mai nữa cuối đợt này mình nhớ nha. Ở vị trí nào mình đọc vị trí nào luôn cho quen, tại vì có thể là tụ máu ngoài màng cứng nhưng mà tôi nói nhiều vị trí khác nhau. Ví dụ như nãy trán với đỉnh á, tôi nói là chỗ cái đỉnh á, tôi nói là dùng chậm á, thì mình phải nhớ là mình nói gì mình sai. Ở đây mình tập nó là vị trí này ở đâu. À, thái dương ha, nhưng mà cũng có một phần ở chậm luôn ha, có thể là nói là thái dương chậm luôn ha. À, thái dương chậm phía bên phải. À, mình thấy cái cấu trúc này cấu trúc tăng đậm độ mà nó dạng thấu kính hai mặt lồi nè, ha, dạng hình là dạng thấu kính ha. À, thì cái này thì mình nghĩ là tụ máu ngoài màng cứng và nó có đẩy lệch đường giữa và chèn ép não thấp cùng bên ha. Thì lúc tôi sẽ mô tả thêm ba cái đó luôn á, à, nếu mà đủ đầy đủ nhất thì mình sẽ chọn. Và đây là hình ảnh phù nề mô mềm nè, à, thì thái dương ở phía bên phải. Rồi cảm ơn bạn. Rồi thí dụ tôi hỏi hình ảnh này, tôi hỏi cấu trúc giải phẫu này chỗ này là nói sao bạn? Tiết Nhi, bạn Tiết Nhi, bác sĩ nội chú nội á. Tiết Nhi có không? Tiết Nhi. Tiết Nhi không có. Rồi Hoài Thanh. Hoài Thanh. Có à. Rồi anh hỏi là cái cấu trúc giải phẫu này là gì? Ôi là cái link nào ha? Tại mình năm cái link nó từ cái link đó. Link năm ha. Nghe chưa? Linh đang nghe được chưa? Rồi. Rồi cấu trúc giải phẫu này là gì bạn? Nhưng mà tôi hỏi cấu trúc giải phẫu này là. À đúng rồi, rãnh CVN ha, hay rãnh CVS cũng được ha. Rồi bệnh nhân này có vấn đề gì không bạn? Bệnh nhân này bị tai nạn giao thông vô với mình đó. Xin quý vị nhận chỗ nào đâu chị? Là nảnh nào đâu? À đúng rồi. Có mô mềm có vấn đề gì không bạn? À phù nề mô mềm mới dùng. Dùng này phải dùng đỉnh không bạn kia? Hả?
đây là phù nề mô mềm ở thị chán và thái dương ở phía bên bên trái ha. Tụ máu ngoài màng cứng, nhớ là tụ máu ngoài màng cứng thì mình phải thường ở sọ não mình sẽ coi hai cửa sổ, một cửa sổ nhu mô hay là coi cửa sổ xương, mình nhìn cửa sổ xương tại cái vị trí tổn thương đó, đó coi nó có nước sọ kèm theo hay không ha, nhớ nha. Rồi đây là ảnh phù nề mô mềm, thường cái mô mềm xương xoang thì mình sẽ coi cửa sổ xương, nhưng mình thấy rõ đây rồi nhưng mà chưa có rõ chỗ này có nước sọ hay không thì coi trên đây còn chưa chính xác ha. Hay mở cửa sổ xương tương ứng để mình coi có nước sọ hay không. Thì cuối cùng cái hình ảnh này là tụ máu ngoài màng cứng ở thì thái dương phía bên trái và phù nề mô mềm ở thì thái dương bên trái. Ở đây đâu có hình ảnh mà đâu có hình ảnh là xuất huyết không ghi nhận là mình gõ trên đây đâu. À, rồi hình này đi cho nó rõ. Đây là dạng tụ máu ngoài màng cứng luôn hay bạn. Rồi đây hình ảnh này. Alo, nghe này chị. Rồi là được chị. Nhưng mà em có ca sơ âm luôn anh. Nhưng mà Nhưng mà em hả? Hello. Rồi, một bạn nào đó nói cho tôi nghe cái này các bạn. Danh Khởi, mời bạn Danh Khởi có không? Dạ có, đây là ảnh xuất huyết dưới màng cứng ha. Xuất huyết dưới màng cứng, thì thường đối với chấn thương thì mình thường dùng từ tụ máu ha. Thì bản chất nó giống nhau, mình thường dùng từ tụ máu, còn xuất huyết mình thường dùng trong cái đột quỵ. Rồi đây là tụ máu ngoài màng cứng thì thái dương ở phía bên trái, còn thấy gì nữa không bạn? Dạ. Mình thấy có bên phải nó có cái cái khuyết đó anh, mà em không biết nó đã gì thật phía bên phải. Rồi, cảm ơn bạn, để kêu một người nữa ha. Dạ. À đúng rồi. Đúng rồi, dập não thì thái dương phía bên phải. Thường dập não là mình thấy là thường nằm ở phía ngoài, thường cái dập á, mình nhớ một cái là ví dụ như một cái trái cây nào mà nó gớt từ trên cây nó gớt xuống thì nó dập, thường nó dập, nếu mà nhẹ thì nó dập từ bên ngoài thôi, nếu mà gớt mà xa cao quá thì nó dập tới bên trong ha. Thì thường dập não thì thường nó nằm ở chất xám vào não phía bên ngoài ha, dạng hình múa tiêu á, thường dạng hình múa tiêu, thường có tăng và giảm đậm độ luôn ha. Thì đây là có xuất huyết có phù nề bên ở phía bên ngoài nè ha. Thì đây là ảnh dập não thì thái dương ở phía bên bên phải ha. Còn bên đây là tụ máu ngoài màng cứng thì thái dương phía bên trái. Rồi đây hình ảnh này có vấn đề gì không? Lâm Hồng Minh. Hồng Minh có không? Không có nha. Mình vẫn. Rồi, mời bạn Phạm Thị Kim Loan. Kim Loan có không? Chỉ có một nội, Kim Loan. Dạ có. Dạ có. Rồi, cái này có hình ảnh có vấn đề gì không chị? Dạ, em nghĩ đây là xuất huyết dưới nhện à. Đúng rồi. Đây là ảnh tăng đậm độ các cái rãnh não nè. Trong xuất huyết dưới nhện là có hình ảnh là tăng đậm độ các rãnh não, bình thường các rãnh não mình có dịch cao tủy bên trong nè, thì nó màu đen dần tăng đậm độ hết thì đây là ảnh xuất huyết dưới nhện. Cảm ơn bạn. Nó hai bán cầu luôn. Hình này nói rồi. Rồi hình ảnh này mời Mã Thanh Sang. Mã Thanh Sang. Mã Thanh Sang. Sao anh? Rồi mời người khác ha. Mời Ngô Trọng Toàn luôn đi. Rồi trả lời giùm luôn.
Rồi trở lại đi bạn, Ngô Trọng Toàn. Thứ nhất đây là cái cấu trúc này là gọi là gì anh? Đây là cái mặt cắt, đây là cái nhu mô não của mình. Mình nhớ là cắt nó vi tính đó, thì thường mình sẽ cắt được cái mặt cắt ngang thôi. Còn đây mình dựng được hình ảnh là đứng ngang hay là mặt phẳng coronal ha. Thì đây là cái đường giữa này gọi là cái gì anh? Cấu trúc giải phẫu này gọi là gì? Đường giữa này nè. Cái gì các bạn? Đường giữa này gọi là gì bạn? À đúng rồi, liềm đại não. Như vậy hai cái đường này là gọi là gì? Đi từ sau qua tới trước nè, đi từ sau qua trước nè, nó gọi là gì? Nó ngăn cách giữa cái bán cầu đại não và tiểu não phía bên dưới nè, thì gọi là gì? Liều, liều não, liều tiểu não ha. Rồi cái liều ha, cái liều tiểu não ha, thì cái này nó nằm phía bên đây nè, nó không có vượt qua ranh giới này được, không có vượt qua được, nó nằm dọc theo thôi. Thì đây là cũng là ảnh tụ máu dưới màng cứng ha. Tụ máu dưới màng cứng nó không vượt qua được cái liềm não và cái liều tiểu não ha. Cái liềm não nó không vượt qua được và cái liều của tiểu não nó cũng không vượt qua được luôn. Thì đây là ảnh tụ máu dưới màng cứng ha. Rồi, ở phía bên phải. Cạnh liềm, cạnh cái liều tiểu não phía bên phải. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi đây là một cái bệnh nhân bị chấn thương mà vô cái mức độ của mình là rất là nặng. Bệnh nhân có thể là đã vô khoảng còn được 7 đến 8 điểm thôi. Thì đây là hình ảnh gì? Gợi ý nó một hình ảnh gì? Mời bệnh nhân, ô mời mời bạn Phan Thanh Hằng. Phan Thanh Hằng, có không? Rồi, mà đây là một bệnh nhân bị chấn thương mà rất là nặng, vô với mình last score khoảng 7 điểm. Thì mình nghĩ tới bệnh lý gì bạn? Mà dập não thì cũng có đó, nhưng mà hình ảnh này đặc trưng của cái gì? Nhìn vô là có thể nghĩ tới gì nhiều hơn. Đúng rồi, đây là ảnh tổn thương sợi trục lan tỏ ha, là nằm giữa chất trắng, ranh giới giữa chất trắng và chất xám ha. Thì đây là ảnh tổn thương sợi trục lan tỏ, mình thấy là phân loại là phân độ là độ 1 đó ha. Rồi, cảm ơn bạn. Đây là ảnh tổn thương sợi trục lan tỏ ha. Kế tiếp đây cũng vậy, đây là vị trí là cầu não nè, bằng đen đen này là bể quanh của cầu não ha, bể quanh cầu não và có cấu trúc tăng nằm độ đây ha. Và đây chính là hình ảnh là cũng là tổn thương sợi trục lan tỏ luôn ha, nhưng mà nó ở độ 2, độ độ 3 ha. Còn ở thể chai nè, cái chân chỗ bụng thể chai đây mới là độ độ 2 ha. Đây cũng là tổn thương sợi trục lan tỏ. Mình nhớ khi bệnh nhân chấn thương vô với mình thường ở mức độ bệnh nhân mà ở mức độ trung bình hoặc mức độ nặng ha, theo thang điểm Lasgo á. Lasgo thì nhẹ thì khoảng 14 tới 15 điểm ha. Còn cái trung bình và nặng á thì thường mình thấy á thì có những cái cấu trúc mà xuất huyết nhỏ nhỏ như gì ở những vị trí thể chai nè, ở cấu trúc thân não cuốn cầu hành nè, hoặc là ở dùng ranh giới chất trắng chất xám, thì mình hãy nghĩ đến bệnh lý tổn thương sợi trục lan tỏa ha. Mời chàng Quốc Toản. Rồi đó là những gì bạn? Rồi đúng rồi, tụ máu dưới màng cứng mạng ha, nhớ đo cái bề dày ha và cái đường giữa gì là bao nhiêu và có chèn ép não thấp. Ví dụ cái đáp án tôi cho là tụ máu dưới màng cứng ở phía bên bán cầu não phía bên trái, chèn ép não thấp, chèn ép não thấp bên trái và có đây là đường giữa khoảng 14 mm ha, cái đó mới là đáp án đầy đủ. Rồi cái chất trắng trắng này là gì vậy bạn? À đúng rồi, nó cơ hóa ở vị trí này là vị trí của đám rối mạch mạc ha, chứ không phải là cái xuất huyết đâu ha. Thì cái này nó sáng hơn cái nằm độ của máu ha. Thì đây là những cái cơ hóa của đám rối mạch mạc. Rồi cảm ơn bạn. Rồi hình ảnh này có gì không ba? Mời Lê Phương Thảo. Lê Phương Thảo có không? Rồi đến các bạn đang hầm mặt nha. Lý Gia Huy. Gia Huy có không?
Dạ có thầy ơi. Rồi cái này có vấn đề gì không bạn? Không biết nữa. Này em chưa rõ thầy. Chưa rõ. Quăng làm. Có gì em có làm không? Trời qua hỏi con gian có không kia mà nó rồi. Thầy ơi, cái này là ảnh xuất huyết chứ nhận. Đúng rồi, đây là ảnh là xuất huyết quan với nhận tăng năm độ các cái ảnh não nè. Và còn thêm một cái nữa ha, là xuất huyết trong não thắt. Và đúng rồi, xuất huyết não thắt ở phía bên bên phải. Nha, như vậy mới đủ. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi đến này đúng không bạn? Cú sĩ. Cú sĩ có không? Rồi trả lời đi này, có vấn đề gì không bạn? Thảo Trân. Thanh Phương. Thanh Phương có không? Thanh Phương các bạn. Quá luôn ha. Trọng Tính. Dạ có thầy. Rồi trả lời đi bạn. Dạ cái này là xuất huyết bể quanh cầu não với lại xuất huyết cảnh CVRS thầy. Thì nghĩ trong cái bệnh lý gì? Tăng làm độ cái bể quanh cầu não nè, hay là bể trên yên nữa nè, và cái lãnh sinus hai bên thì nghĩ bệnh lý gì bạn? Xuất huyết tăng lòng độ các rãnh và bể não đó trong đầu gặp gì? Xuất huyết xuất huyết quan với nhện nha. Xuất huyết quan với nhện nha. Dạ xuất huyết quan với nhện. Rồi cảm ơn bạn. Đây cũng vậy, tương tự là tăng lòng độ lãnh sinus hai bên và tăng lòng độ quanh cái cầu não và bể chân yên trong xuất huyết khoang dưới nhện. Đây là ảnh tăng đậm độ của cái trong cái não thắt bên ở hai bên ha. Xuất huyết não thắt gặp trong xuất huyết não thắt. Đây cũng vậy, xuất huyết trong não thắt. Đây là ảnh xuất huyết trong não thắt. Còn hình ảnh gì nữa không các bạn? Hình ảnh này nè, xuất huyết não thắt bên ở phía bên bên phải, còn hình ảnh gì nữa không? Mời bạn Lưu Quang Triết, cao học nội. Còn gì nữa không bạn Triết? Triết Quán ha. Võ Văn Sinh. Sinh có không? Võ Văn Sinh. Quán ha. Cao học mày dán dưới thằng này. Bạn Phan Phước Đạt. Dạ, xuất huyết khoang dưới nhện đó. Không. Dạ thầy. Cái đó xuất huyết dưới màng cứng tráng phải. Nữa mình đi mình đánh trắc nghiệm á, mình đánh tại mình chọn 4 trên 1, 5 trên 1, khác trong 1 á, thì có từ là xuất huyết dưới màng cứng thì chán ở phía bên phải, chứ từ tụ máu dưới màng cứng thì chán bên phải, bạn chọn cái nào? Tại vì mới trả lời tôi đó. Dạ tụ máu đúng thầy. Đúng rồi, tụ máu nha. Mình nhớ từ đó chấn thương mình dùng từ tụ máu, mình phát hiện được cái tổn thương này là tốt lắm rồi nha. Rồi cảm ơn bạn. Ở đây có hai tổn thương ha, là xuất huyết ở trong não thất và tụ máu dưới màng cứng. Thì chán phía bên phải. Rồi hình ảnh này bạn. Trần Quang Đấu. Rồi còn gì nữa ngoài này nói gì?
Trần Hữu Danh. Cái này mà nằm phía ngoài nè ha, vừa có giảm nồng độ có tăng nồng độ, phía bên trong này nghĩ tới gì bạn? Nhưng mà này là nếu mà trong chấn thương thì thường mình sẽ đọc là cái dập não ấy bạn, có tăng hoặc có giảm nồng độ luôn, giảm mối tiêu á, xuất huyết não thắt và nằm dập não thì chán phía bên trái. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi tương tự đây cũng là nằm dập não thì chán phía bên phải. Rồi đây cũng là nằm dập não thì chán và thái dương ở phía bên phải. Đây là nằm cũng giảm mối tiêu nè, tăng nằm độ và giảm nằm độ, dập não thì thái dương ở phía bên trái nha. Mình nhìn đây nè, đây là voi hóa của đám đá mạch mạc, còn đây là hình ảnh là cái tụ máu trong cái xuất huyết, tụ máu trong mô não cộng với cái dập não, là mình đọc cái ngoài cái phù não xung quanh nè, mình mới đọc là dập não ha. Thì hai cái này thấy cái voi hóa nó sáng hơn so với cái dập não nè, nhớ ha. Rồi đây là hình ảnh voi hóa của tiếng tùng, hồi nãy đây là voi hóa của đám đá mạch mạc, đây là nó vô hóa tiếng tùng, đây là nó dập não thì chậm ở phía bên trái. Cái hình ảnh này là muốn nói gì vậy? Là hai hình này chung luôn, ai nhận ra được hình ảnh này như vậy nội? Đúng rồi, đây là nó u não. Bệnh nhân này là mình coi là thấy là có cái phù, mà phù chắc chắn không à, chỉ phù chắc chắn không, hay đây là chắc chắn nó phù nè, chắc chắn nó phù không, mà coi có khó chống chỗ hay không, thì bạn thấy những cái trắng cái đường này nè là nó đã tiêm thuốc tương phản vào, thì nó có ngấm thuốc tương phản đây và đây nữa thì đây là u não. Mà nhiều chỗ như vậy thì có thể là nghĩ tới một cái tổn thương thứ phát, u não thứ phát ha. Rồi đây là nó tụ máu ngoài màng cứng nha, bán cầu não ở phía bên trái. Rồi bệnh nhân này yếu ở nửa người phía bên phải, nhập viện với mình chụp hình như thế này. Mời bạn Lê Thị Ngọc Trang. Ngọc Trang. Dạ có, dạ có. À đây là vấn đề gì bạn? À dạ em thấy có một cái vùng giảm đậm độ ở vùng gần nhân bèo ở bên trái là nằm ở não. Rồi đúng rồi, bạn nghĩ là đúng, nhưng mà cái giải phẫu này mình đọc có đúng giống như hồi nãy giải phẫu mình đọc các bạn. Đây là vùng thì đảo. Dạ. Thì đảo hả? Ở đây là nó hơi lên cao tí xíu rồi đó. Vị trí chỗ này là gần nó là thang não thắt nè, dùng này thường gọi là dùng vành tia ha. Vành tia ở phía bên trái. Ở đây là nhồi máu não. Khi mình nói là nhồi máu cũ hay mới thì thường mình sẽ so sánh đậm độ này so với cái dịch não tủy nè. Nó không có đen mà giống dịch não tủy, như đó là này là có thể là không phải là nhồi máu cũ. Các bạn nhớ ha. Cái này nhồi máu cũ thì ranh giới nó rõ, mà đây là ranh giới nó không có rõ. Thứ hai là nó không có kéo cái não thắt cùng bên nhiều lắm ha. Và đây là ảnh một ảnh nhồi máu não dùng vành tia ở phía bên trái. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi bạn nào nhận gì diện ra được hình ảnh này? Có gì không? Rồi bạn nhìn hình ảnh này em tí xíu luôn. Rồi, một bạn nào nói hình ảnh này là hình ảnh gì bạn? Chút biết còn ghi nhận. Rồi còn gì nữa không? Ai mới nói tụ máu dưới màng cứng đó?
Thì đây mình thấy là cái trên não này nè, đây là dạng dạng đồng đậm độ á, tụ máu dưới bàn cứng dạng đồng đậm độ đó, cái này cũng có tăng, cái này tí xíu cũng có thể là xuất huyết hoặc như nhện nữa, đây nó có chèn ép não thắt nè và đẩy lệch đường giữa nè, thì đây phải có máu tụ. Do đó là trên hình ảnh này các bạn, mình nhìn không ra được cái hình này, nhưng mà mình phải lý giải là tại sao cái đường giữa nó bị đẩy về bên đây, não thắt ở cùng ở phía bên trái này bị chèn ép, nó có máu tụ dưới bàn cứng đây nè, đồng đậm độ, mình thấy là mắt các anh não hết trơn rồi, thì đây là đoạn tụ máu dưới màng cứng ở giai đoạn bán cấp, chèn ép não thắt cùng bên và đây là đường giữa sang bên bên phải. Rồi đây là đoạn xuất huyết khoang dưới nhện, mình có coi rồi ha. Rồi đây là một cái bệnh nhân mà đi vào chụp với mình, bệnh nhân già lớn tuổi, tự nhiên vào chụp với mình, nói chung là cũng có cái người ta nghi ngờ đột quỵ đó, chụp gì đó hình ảnh này có vấn đề gì hay không. Mời các bạn nhóm ca học nổi nha. Trọng Khang, Trọng Khang rồi trả lời. Trọng Khang Trọng Khang trả lời đi em, có ai cái tổn thương chỗ nào chưa nhìn ra ha. Công Quý, Công Quý có không? Rồi trả lời chỗ nào, thấy tổn thương chỗ nào? Chưa nhìn ra, có bạn nào nhìn ra không các bạn? À đúng rồi, nhiều máu lỗ khuyết. Có màn hình mấy chị còn mấy bạn còn nhìn bự, nhìn to lắm các bạn. Nó nhỏ rồi. Là vẫn nhìn bình thường vậy. Dạ nhỏ rồi thầy ơi. Rồi rồi kêu em nhỏ. Rồi đấy. Rồi hồi nãy bạn nào mới nói là nhiều máu lỗ khuyết đó, đúng không? Ở đây là ảnh nhiều máu lỗ khuyết này bạn. Cái là đây là một cái cấu trúc giảm đậm độ, mà vị trí giải phẫu này là nằm ở đâu? Vùng này vùng gì các bạn? Mình học vùng nhân bèo. Đúng rồi, nhân bèo, ngay vị trí nhân bèo ha. Thì cái đường kính mình đo cái đường kính này là nếu nó nhỏ hơn 15 ha. Nhỏ hơn 15 ha. Đây đi. Nếu mà nhỏ 15 mm á, thì là mình sẽ nghĩ là một cái nhồi máu lỗ khuyết. Thì đây là cái chi trước bao trong, đây là chi sau bao trong, còn đây là đầu nhân đuôi. Chính giữa chỗ này nè, chỗ vị trí này nè. Cái còn gọi là cái vách trong suốt ở đây nữa nè. Còn đây là cái chất trắng nó hai bán cầu đại não rồi. Thì đây gọi là cái gói thể chai. Còn đây là hình ảnh này là chỗ này là chỗ của cái đồi thị. Đây là văn hóa của tiếng Tùng. Rồi như vậy đây là nhồi máu lỗ khuyết. Ở nhân bèo ở phía bên phải, hay là nhân nền hay bên phải, nhân nền là từ dùng chung. Rồi đây có vấn đề gì không các bạn? Mời anh quý lý tắt cơ mình rồi anh. Rồi Nguyễn Hoàng Phi có không? Nguyễn Hoàng Phi, Nguyễn Hoàng Phi có không? Nguyễn Hoàng Phi có nha. Trương Khánh Giang, Khánh Giang có không? Khánh Giang có nha. Chí Công, rất là nhắn dữ thằng nữa đâu. Cao học nổi á. Đỗ Quang Nhật, mời bạn Đỗ Quang Nhật. Đỗ Quang Nhật có không?
là cứ nói bình thường đi bạn, sai thì thôi chứ đâu gì đâu. Dương Quyên Minh có không? Không, không biết thầy ơi. Không, Quyên Minh. Rồi bạn không biết ha. Rồi nhờ mời bạn Quyên Minh, mình thử nghĩ như thế nào. Dạ, em thấy có cái tăng đậm độ mà nó hai bên luôn. Vị trí giải phẫu này là ở đâu? Đúng rồi, bạn nói tăng đậm độ đúng rồi đó. Vị trí này kêu bằng gì? Ở đâu bạn? Mời bạn khác, Trúc Ngân. Trúc Ngân. Dạ, em nhìn không ra thầy ơi. Rồi, cảm ơn bạn. Lý Văn Tám. Nghe thầy. Rồi, nghe thầy. Cái đó anh nghĩ là gì anh? Anh nghĩ có thể là nó bị bồi hóa đó thầy. Hôm nãy em mới nói gì đó? Anh nhìn cái nhà. À, nếu xuất huyết dưới nhện mình thấy là rãnh não đây là CVS nè, ví dụ rãnh CVS nó tăng hay rãnh CVS nó tăng đậm độ, hoặc là các cái rãnh não đen đen nè nó tăng đậm độ, hoặc là các cái bệ não nó tăng đậm độ. Còn ở đây là ngay chân, vị trí này là vị trí gọi là vị trí giải phẫu gì trước tiên đi ha, tăng đậm độ đó nó là gì? Bệnh nhân này không có chấn thương. Mời bệnh nhân Nguyễn Thế, ố mời bạn Nguyễn Thế Hải. Chỉ có một nội, Nguyễn Thế Hải. Chưa ra ha. Rồi. Dạ, con vậy cho em lấy kết quả CT của hai chú Minh Trinh. CT nào? Dạ, tên 7 rồi. Tốt rồi. Chưa đầy chút rồi. Rồi các bạn, ở đây là gì biết không? Đăng Khoa đi, mời bạn Đăng Khoa. Rồi, cảm ơn anh. Rồi bạn nào nói cho tôi nghe đây, bạn nào biết nói đây các bạn. Dạ tôi đóng cái mặt mày to hơn. Dạ thầy, em nghĩ là vôi hóa hạch nền này. Đúng rồi, đây là hình ảnh vôi hóa của nhân bèo các bạn. Tại vì bình thường thứ nhất là mình gặp đấu xứng ở hai bên đây bạn. Thứ nhất là đấu xứng hai bên có dùng nhân bèo. Thì hay là bạn dùng từ hạch nền hay nhân nền vẫn đồng ý ha. Hạch nền muốn nói là cái vụ vị trí nhân bèo nè và đầu nhân đuôi nè, ta cũng có dịch cho thấy là hạch nền, hoặc một số người dịch là nhân nền cũng có nha. Thì đây mình thấy là cái đậm độ nó hơi sáng, sáng hơn là so với cái tụ máu và xuất huyết nha. Thì đây là hình ảnh vôi hóa mà thường nó đối xứng hai bên như vậy ha. Thì đây là hình ảnh này thường đây là của cái vôi hóa của nhân bèo ha. Để mà khi mình đi mình chụp hình mình coi mình đang loại trừ cái nhồi máu xuất huyết á, thì như thế này rồi mình đọc như thế nào ha, để người ta hướng người ta điều trị ha. Đây là hình ảnh vôi hóa của nhân bèo hai bên. Cái đường thẳng này là chính là hình ảnh của não thất ba, đây là vôi hóa của tuyến tuyến tùng. Rồi bệnh này bị gì vậy các bạn? Phạm Văn Hưởng. Dạ em nghe thôi. Rồi có gì không bạn? Hay là hình ảnh xuất huyết của vùng vùng vành tia ở cái vùng đồi thị. Ừ, đồi thị. Rồi các bạn nào có ý kiến khác không bạn? Chí Linh, Lê Chí Linh. Chí Linh. Dạ thầy, là xuất huyết dùng đồi thị thầy. Đồi thị, ở bên đây là đồi thị đúng rồi đó. Có não thắt nữa nè, đúng không? Thắt bên nè. Còn bên đây là ở đâu, vị trí này đâu? Đây là dẫn ở là nhân nền hay là nhân bèo á? Chính xác là nhân bèo ha. Đây là nhân bèo. Tại vì anh nói là vành tia khi mình không còn thấy là cái đầu nhân đuôi nè, chi trước bao trong, chi sau bao trong, nó lên trên nữa, mình chỉ thấy được thăng não thắt thôi. Ý mình muốn nói là những cái chất trắng cạnh thăng não thắt á, thì mình dùng từ là dùng vành tia. Còn đây tôi vẫn thấy được đồi thị nè, thấy được đầu nhân đuôi, thấy được nhân bèo nè, thì mình không dùng từ là vành tia đây các bạn. Rồi
Như vậy ở đây mình cái hình ảnh này để mình nói là thứ nhất á, nếu một bệnh nhân bị đột quỵ ngoài đường vô với mình á, ta nói là cái này là từ dùng từ xuất huyết hay từ tụ máu thì cái bản chất nó vẫn là máu ở trong não ha. Nhưng mà mình dùng từ xuất huyết não tất nhiên mình nói là bệnh nhân này đang có đột quỵ. Thì mình thấy nếu như bệnh nhân bị chấn thương sọ não thì thường nếu mà cái tổn thương này nó sẽ nằm thường ở ngoài, chắc xám do não gần não phía bên ngoài, ngoại vi bên ngoài, còn đây nằm ở cái phần nhân nền phía bên trong, do đó mình thường nghĩ đây là một cái tổn thương nội khoa, và thường gặp ở nhân đều thường là do cái xuất huyết, cho cái do tăng huyết áp. Rồi như vậy hình này là xuất huyết chỗ cái nhân đều, còn đây là ở đồi thị và sườn sau nằm các bên phía bên trái. Rồi hình ảnh này bạn nhớ không? Kim Huyên. Phương Mai. À đúng rồi, đây là nó phụ chắc chắn nè ha. Về ngón tay nè bạn, chỉ chắc chắn thôi, chắc xám nó vẫn còn ha. Để hình ảnh này để mình nhắc cho mình nhớ là cái này sao mình thấy chỉ phụ chắc chắn thôi, mà chắc xám nó không có. Thường chắc phụ chắc chắn, chắc xám luôn là phụ độc tế bào. Phụ độc tế bào thì thường gặp ở cái nhồi máu não á ha. Nhưng mà này chỉ phụ chắc chắn thôi, nó thì thường gặp trong u não, đôi lúc chấn thương cũng có. Thì đây là ảnh là khi mà tiêm thuốc tương phản vào ha, thì đây là những cái khối u não đây ha. Đây là u não đúng rồi. Và đây là ảnh một cái khối mà chống chỗ ở cái vị thái dương ở phía bên trái. Khi mình thấy cái hình ảnh là cái nhỏ nhỏ này nè, gọi là ảnh đuôi màng cứng, cái dấu hiệu đuôi màng cứng, thì đây là ảnh một cái u mà u màng não, thuộc về cái u màng não hay bạn, u màng não. Rồi nó có dấu hiệu đuôi màng cứng ở hai bên đây này ha, nhớ nha, nhớ hình này. Rồi kế tiếp, đây là một cái hình ảnh X quang sọ nghiêng nha. Người ta hỏi đây có hình ảnh là phải là nước sọ hay không, có nước sọ mấy bạn. Đây là một cái đường sáng sắc nét nha. Thì đường thể hiện mà nó dạng đường thẳng thì nghĩ đến một cái dạng nước sọ nha. Thì nó đi có thể đi qua những cái khớp luôn hoặc là qua những cái dấu mạch máu luôn nha. Thì đây là dạng nước sọ ở thì thái dương, xương thái dương ở phía bên bên đây, bên đây là để trái phải, bên nguyên để trái phải. Rồi đây là những cái phim mà cái Londo, cái phim Londo của mình, đây là cái thóc mắt này, đây là son trán, đây là son sàn, ô son hàm ha. Thì để ở đây mình coi chỗ cái nhọc voi này, coi chỗ này nó có gãy chỗ cái xương gò má cái này hay không. Ví dụ đây nè, đây là bình thường, đây là dạng bình thường của người ta nè, đây là son hàm ha. Rồi như vậy đây tự nhiên chỗ này nè, mắt liên tục chỗ này nè, đây là gãy cái xương gò má ở phía bên trái. Còn đây là cái son hàm của người ta bình thường, có chứa khí bên trong nè. Còn bên đây nè, hình nó mờ nè, mắt liên tục chỗ hình dưới ô mắt nè, thì vỡ các thành của son hàm và có tụ dịch ở phía bên trong. Như vậy cái này là gãy xương gò má ở phía bên trái, vỡ các thành son hàm và tụ dịch ở phía bên trong, và son hàm ở phía bên trái. Cái hình ảnh này có vấn đề gì mấy bạn? Bạn nào nói được hình ảnh này? Thảo Trăng. Anh nào? Đức có không? Trần Đắc Đức. Đức có mấy bạn? Có gì lớp này có học? Lớp cao học nội nay, lớp này lớp chuyên học nội này có học không đó? Dạ Đức có thầy ơi. Cho một bạn nào trong lớp chuyên học một nội này trả lời giùm tôi đó, có gì không? Hình ảnh này có gì không? Mình nói theo cái suy nghĩ của mình đi bạn, thế mình mới nhớ. Dạ alo thầy. Sao? Dạ em Đức có. À, bạn Đức rồi, bạn Đức nói trước đi. Có gì không mình Đức? Cái này em thấy có mực dịch hơi ở trung thất, cái này có phải là cái thoát vị hoành không thầy?
đúng rồi, tác vị của cái dạ dày lên trên đó ha. Dạ. Đây này là nguyên cái chỗ dạ dày, đây là mất khí dịch luôn nè, ha, nó tô màu xanh lên cho mình nè, ha. Rồi đây là thoát vị hoành, thoát vị của cái dạ dày nó lên trên đó, ha, lên phía trên. Rồi. Mắt hình của đây nào. Bạn lên số mấy? Thấy chưa nè? Thấy không? Mà liên mình lên số mấy á, nó biết đường á. Rồi các bạn, nói tôi cái này có bị gì không? Viêm phổi. Ờ đúng rồi, gãy xương sườn. 3-4 năm hả? Ở đây là số 1 này, cung trước số 1 đúng không? Nó nằm chậm đây là 1 đúng không? Ở đây là số 2 nè, đúng không? 1 là 2 nè. Ở đây nè, lên đây cái là 3 nè. Đây là 4 nè. À, đây là 5, 6, 7. 5, 6, 7 bên phải và anh nào nó gãy cũ là đúng rồi đó. Thấy không? Và còn hai cái nữa. Đây với cung này, với cung này nè. À, đây với đây nè. À, thì đây là từ cái cung trước số 1 trở sang là 1 đúng không? Đây cái là 2 nè. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Đây là cung 6 ha. Và cung 7. À, 6, 7 phía bên trái. Đây, hai cái này. 6, 7 bên trái nha, và gãy cũ. Ừ, cái hình này nó hơi điếm, nó hơi khó điếm, nó chầm ảnh xương sườn. Và nếu mà cho gãy xương sườn thì giờ tìm cái hình khác. Nó nhìn thấy có gãy và dễ điếm hơn đây chút xíu. À. Cái gì nào? Yeah. À, mấy anh chị nghỉ khoảng 10 phút, mấy anh chị tôi quay trở lại nha.
Trời ơi, mẹ nó. Trời mẹ nó. Cơm cho bạn. Chưa. Hả? Chưa. Vậy mà chưa ăn. Giờ này mà chưa ăn nữa. Mới mua cơm. Cái gì giờ này mà chưa ăn nữa trời. Chiều giờ làm gì? Thì học online nè. Ủa là nó trong nhà không hả? Nó không có đi không? Không, anh mới về. Giờ ăn đi. Chúc em. Chút có gì để xe giùm anh lên nha. Em đi công chuyện à. Thì để ở đây xíu em về mà lãnh em để em cho anh đôi em hòm dụng mất tiền. Bữa nào còn phải tháo cái gì?
mình trở lại học nha mấy chị. Rồi mời bạn nào trả lời hình ảnh này bạn. Đúng rồi, hình ảnh tràn khí dưới da ha, càng cả vùng thượng đòn nè, dùng hố nách ở bên trái phải gì đều có hết ha. Đây là ảnh tràn khí dưới da. Rồi hình ảnh này có vấn đề gì các bạn? Và đúng rồi, bệnh nhân cắt một bên vú phía bên và bên phải nha. Rồi, tại vì thời gian này cũng tối rồi, cũng trễ rồi ha, là sửa, cố gắng sửa nhanh lên cho các bạn ha. Nữa tôi sẽ gửi lại cái slide này cho mấy chị để mấy chị ôn tập cùng với hai cái bài giảng của tôi nhé. Thì mình ôn chỉ trong cái bài báo bon những cái bài này thôi, cái phần này thôi. Thì nữa là thi cuối đợt cái dạng cái hình của mình á, cho một cái hình ảnh á thì có 4 hoặc là 5 cái trận đó mình sẽ chọn một trong năm cái nha. Do đó là bài của tôi mình học hai cái bài của tôi cộng cái slide này là được. Rồi hình ảnh này là gì các anh chị? Rồi đúng rồi, đặt máy tạo nhịp. Rồi đây là hình chỉ phẫu thuật của lồng lồng ngực, chỉ phẫu thuật của lồng lồng ngực. Rồi đây là gì vậy? Để thầy nuốt đồng xu. À đúng rồi, nuốt đồng xu ha. Một cái bé này là nuốt dị vật của đồng xu ha. Nhưng mà trễ tí xíu ha, là không lấy ra được, có thể bị xẹp hai bên phổi luôn ha, do tắc nghẽn của phế quản. Rồi hình ảnh này. Tràn khí màng phổi này. Tràn khí màng phổi. Chưa đúng. Khi tràn khí màng phổi mình nhìn là bên thấy mình nhìn tràn khí trung thất, tại vì thấy ở đây nó sáng hả? Nhìn không phải, cái này có hình ảnh là tôi biết mấy chị nhìn đây là nó sáng dòng cái này đúng không, nhưng mà hình ảnh này á, là tại do đây là cái mạch máu phổi, còn phía bên trong này là như mô phổi, nó không có mạch máu phổi, nó có ít cho mình nè. Hay mình nhìn mình tưởng đâu là đây là cái đường sáng cạnh trung thất, tràn khí trung thất không phải. Còn tràn khí màng phổi thì mình nhìn mình so sánh hai bên, mình thấy là mây mạch máu phổi đi ra bên đây nè, à, còn đây cũng mạch máu phổi còn đi ra, do đó là không phải là tràn khí màng phổi. Là gì? Cái này có phải khí phế thủng không thầy? Khí phế thủng, khí phế thủng thường trong CVD đúng không? Thì thường mình gặp dạ. Ở cái thường cái đáy hoặc là cái đỉnh cũng có, nhưng mà nó sẽ có những dấu ấn xuống đây hoặc là làm những dấu ấn ở phía đáy mà nó sáng. Cái này thì không thấy rõ gì. Không luôn. Không thấy chỗ nào dẫn quản không? Đây là mạch máu phổi nè, đi nè. Chưa. Có viêm đỉnh phổi phải không thầy? Đúng rồi. Đây mình thấy là so sánh nó hai bên, thường đọc mô phổi mình so sánh hai bên ha, bên đây không có, bên đây nè. Đây là nó đông đặc. Phổi ở trên ở phía bên đỉnh phổi phía bên bên phải ha. Thường gặp ở vùng đỉnh thì nghĩ tới hình ảnh đây là hình ảnh lao lao phổi, và cái này đã có chứng minh đây là hình ảnh lao phổi rồi. Đây là hình lao phổi các bạn. Rồi hình ảnh này. Đúng rồi, đây là hình ảnh vo hóa màng phổi, hay vo hóa màng phổi ở hai bên. Rồi ảnh này là ảnh cắt lớp vi tính ha. Trên đây là cái cửa sổ nhu mô ha. Đây là chỗ cái quản chia đôi nè ha. Đây là cái quản của mình đây ha. Còn này là cái gì vậy bạn? Đường kính cái này ờ đúng rồi, u phổi. Nếu như tôi cho cái thước này là 27, đường kính ngang lớn nhất là 27 mm.
là 2,7 cm thì mình đọc là nốt mờ phổi ha, bờ nó không đều ha, bờ không đều có giới hạn rõ ha, thì nghĩ tới nó cũng nghĩ tới một cái dạng ác tính của nó ha, nốt mờ phổi. Ở đây là gì các bạn? Là mô kẽ, nhưng mà đây là dạng gì? Nhiều cái nốt nhỏ đúng không? Gặp trong dạng gì? Còn là ok. Rồi là ok ha. Rồi kế tiếp. Áp xe phổi. À, áp xe phổi, nhưng mà cái này nó thấy bờ nó không có đều lắm ha. Thì mình cũng phải ở trên đây có cài tí xíu này ha. Thì mình chẳng nó không biệt với một cái u phổi hoại tử, cũng hay chẳng nó không biệt với u phổi hoại tử nữa ha. Ở đây này có mất cái dịch nó cũng rõ, như bệnh nhân lâm sàng có sốt nha, trước đây có viêm phổi, có viêm phổi, có biểu hiện viêm phổi rồi có sốt trên lâm sàng nha, thì nghĩ tới một áp xe phổi. Rồi đến đây bạn, cái gì mà đi từ trung tâm đi ra đó, đúng rồi, đây là nảnh dạng phế quản nè, à, dạng phế quản. Rồi nảnh đây là nảnh gì các bạn? À đúng rồi, tràng khí màng phổi phía bên bên phải. Rồi đây là cái gì, có bạn nào biết không? Có bạn nào biết không? Phổi biệt lập không này? Phổi biệt lập, nếu mà phổi biệt lập thì phải có hình ảnh là cái cơ sở trung thấp, có cái mạch máu nó nuôi xuất phát từ động mạch chủ bụng hoặc là chủ ngực nha, thường là như vậy. Cái này có không, có không thể hiện như vậy, thấy cái tổn thương này không, đúng không, thấy dấu đúng rồi hình ảnh liềm khí ha. Đây là hình ảnh cái u nấm, ta trong trường hợp những cái tổn thương lao phổi rồi, khi nấm phát triển trong cái lao phổi á, tổn thương lao phổi á ha, thì mình thấy là thường lao phổi của mình á, thì nó nghĩ là thường gặp ở thùy trên ha, nhưng mà cũng có gặp ở thùy dưới nữa, thì thường gặp ở phân thùy S6. Đây là cái rãnh cảnh chết là cái niên thùy lớn nè, thì ở đây là thuộc về thùy dưới, và cái nhánh đầu tiên của nó là S6, là phân thùy S6 nè ha, thì lao phổi cũng gặp ở thùy dưới, mà thường gặp ở phân thùy S6 là thùy trên của phân thùy dưới á ha, thì cũng gặp ở thùy dưới nữa nha, S6 á ha, thì đây là rãnh u nấm. Rồi đây nắm gì các bạn? À đúng rồi, đây là nắm khí phế thủng cạnh vách, khí phế thủng cạnh vách. Rồi đây là nắm gì? À đúng rồi, tràn dịch màng phổi. Rồi đây là nắm gì? Lâm sàng bệnh nhân có biểu hiện là khó thở, siêu hấp, thường là những cái tổn thương không hồi phục. Mà mình thấy là giống như hồi nãy khí phế thủng hồi nãy, nhưng mà này nè, nó có bản chất là nó phá hủy các cái phế nang, và cộng thêm những cái tổn chất, những cái hình ảnh là sơ hóa nữa, cảm nhiễm sơ hóa là thấy là cái vách rất là rõ, có sơ hóa kèm theo và tổn thương phế nang. Thì này là gặp ở ngoại vi mà thường gặp ở thì dưới, thì này là gì vậy bạn? À đúng rồi, phổi, đây là phổi tổ ong ha, phổi tổ ong. Rồi đây là nấm gì bạn? Nấm gì? Đúng rồi, dạng phế quản, dạng vòng, dạng vòng nhẵn nè. À, đây là nấm động mạch nè, à, phế quản kèm theo nè, này rõ. À. Rồi đây là nấm gì bạn? Hình ảnh gì mình thường hay gặp đó? Đó là nội đó. Đúng rồi, nhưng mà nó là dạng gì rõ không? Mình thấy này giống cái gì? Hả? Có bạn nào nói đúng cái này không? Dạng gì? Tất cả các bạn cao học nội đâu nói nghe nè các bạn. Các bạn biết không? Dạ thầy, thầy cũng là hình ảnh chuyên bớt đó. À, đúng rồi, chi in bết, dạng nụ trên cành ha. Dạng nụ trên cành này, nếu mình đang nghi ngờ bệnh nhân này có một cái tổn thương lao phổi mà gặp như dạng này á, thì nghĩ tới một cái lao phổi ha.
Còn cái đây cũng là thể hiện một cái hình ảnh là viêm tiểu phế quản, ha, viêm tiểu phế quản tạm ha. Ở đây là những cái nốt nhầy, ha, những cái nhầy của cái ở phế quản hoặc là dịch ha. Ở đây là dạng hình ảnh là nụ trên cành, thể hiện ở ngoài ngoại vi như thế này ha. Rồi hình ảnh này đố ai nói được? Bác sĩ nội chú nội. Bác sĩ nội chú nội có không? Lớp trưởng lớp nào chú nội? Nội chú nội em học không vậy? Các bạn lớp nội chú nội có ai học không? Dạ có thầy ơi. Rồi, dạ có rồi. Giảng phế quản chưa đúng. Còn cái gì nữa em? À đúng rồi, hồi nãy mình đọc là khí phế dũng là cạnh vách. Còn đây mình thấy là hình ảnh cũng cái tổn thương của phế nang, nhưng mình thấy là có cái chấm trắng trắng à, những chấm trắng trắng phía bên trong à ha. Thì thường á là một cái phế, cái phế quản nó đi chung á, đi chung với một cái động mạch nè, nó đi chung động mạch ha. Thì đây là hình ảnh khí phế quản, thường khí phế thủng mà của trung tâm tử thì, hình ảnh là khí phế thủng của trung tâm tử thì ha. Còn những cái động mạch ở giữa đó. Đây là hình ảnh khí phế thủng mà trung tâm tử thì, hồi nãy mình gặp là cái cạnh vách. Rồi đây là hình ảnh gì bạn? Trả lời chung với bạn. Đây là tổn thương mô kẽ xung quanh nè, ha, và dạng hang lao nè, đây là ảnh của cái lao phổi. Rồi đây có vấn đề gì không bạn? Lớp ung thư á, lớp chuyên một ung thư á. À, có gì không? Bạn nào mới đó? Sao? Hát đó. Không, cái này là cái đốm phổi của mình là bình thường á. Đây đốm phổi trái nè, đây đốm phổi bên phải nè. À, hình ảnh này bình thường. Rồi đây là ảnh u nấm là nhớ ha. À, có cái dạng gì có liềm khí ở xung quanh nè ha, hay là hình ảnh lục lạc á ha. Thì đây là ảnh u nấm. Rồi đây là ảnh gì các bạn? X quang ha, mờ gần như đồng nhất ở một cái thùy ha. À đúng rồi, đây là ảnh là viêm phổi thùy, đúng rồi, chào mọi người. Rồi đây gần hết rồi bạn, còn một hai nơi nữa hết rồi. Bệnh nhân này tôi cung cấp lâm sàng, là bệnh nhân này trên lâm sàng bệnh nhân có một cái tình trạng là nhiễm trùng rất là nhiều ha. Có thể là nhiễm trùng huyết á, và nhiễm trùng huyết và chụp các lớp vi tính thấy được hình ảnh này thì mình nghĩ đến mình lấy gì vậy bạn? Rồi mời bạn nội chú nội ơi. Lớp trưởng lớp nào chú nội các bạn? Lớp trưởng nào chú nội có không? Lớp trưởng nào chú nội có ha? Lớp học tập có không? Áp xe á thầy. Tôi bạn là lớp trưởng mà lớp học tập vậy bạn? Dạ không, em thành viên thôi à. À của lớp nội phải không? Dạ. À thì đây mình thấy là những cái tổn thương giống như dạng hang gì đó ha, ở hai phía trường mà cũng thường là tập trung ở thùy dưới ha. Thì đây là một cái hình ảnh mà gọi là thuyên tắc phổi nhiễm trùng ha. Thì thường bệnh nhân trên lâm sàng mình thấy là có biểu hiện nhiễm trùng huyết cái gì đó ha. Trên lâm sàng là mình khi mình chụp cái phổi á, có tổn thương, những cái tổn thương mà dạng hang giống như thế này ha, thì nghĩ đến một cái thuyên tắc phổi nhiễm trùng.
trên lâm sàng mà có từng gặp là khoảng 2-3 ca giống như vậy, phim tắc khỏi nhiễm trùng. Rồi đây là hình ảnh đâm đặc phổi, có hình ảnh chiếc bản đồ bên trong ha, hình ảnh của cái viêm phổi thùy. Đây là hình ảnh mà một cái tổn thương mà mờ không đồng nhất với hệ không rõ ha, của cái phía bên bên phải này là một cái tổn thương cũ ha. Còn đây là tổn thương mô kẽ, một ba trên với trường phía bên bên trái. Rồi đây là hình ảnh của một cái hang lao ha, một cái hang lao. Rồi ở đây là hình ảnh một cái tràn dịch màng phổi khu trú, tràn dịch màng phổi khu trú ở đáy phổi phía bên bên trái. Đây là hình tràn dịch màng phổi phía bên bên phải, có cái dụng cụ tạo nhiệt, máy tạo nhiệt. Đây là chỉ phẫu thuật của lồng ngực. Đây là tràn dịch màng phổi khu trú ở phía bên phải và dưới. Hình ảnh này là hình ảnh gì bạn? Đúng rồi, hình ảnh phổi này, hình ảnh phổi bên trái ha. Có ai nhìn ra hình ảnh này không bạn? Một hình này thì không thể nói được, nhưng hình này có hình ảnh cắt lớp vi tính rồi, nhưng mà đây là một cái nang mà cạnh màng tim nè, một cái mờ cạnh màng tim nè. Khi mà mình nhìn gì á, thì mình có thể chụp các lớp vi tính để mình xác định cái cấu trúc này là như thế nào. Ở đây là một cái nang cạnh màng tim. Rồi hoặc là khi mình nhìn trên X-quang này bạn đọc là một cái u, nó một cái u phổi nằm chậm đây ha, thì mình cũng không nói được, nhưng mà cái phim này có các lớp vi tính rồi. Rồi đây là một cái u nấm. Ý là cái hình này bạn đọc một cái u phổi chồng ảnh của cái bờ trái của tim, thì cũng chẳng nói sai ha, thì mình phải chụp các lớp vi tính ở đây để mình xem cái bản chất của cái phổi này là như thế nào. Rồi đây là nốt mờ phổi. Rồi ai nhớ cái hình ảnh này? Đúng rồi, chữ X ngược. Gặp trong trường hợp là cái u phế quản phổi hay là u phổi đó ha, thì đây là ảnh có u nó đẩy xuống nè, còn đây là cái xẹp phổi ở phía xa do cái tắc nghẽn phế quản. Đây là chữ X ngược trong ảnh u phổi. Rồi đây là ảnh là di căn phổi ha. Đây là ảnh là viêm phổi thùy, giới hạn của thùy dưới rất là rõ, đâm đặc phổi trong viêm phổi thùy. Rồi đây là ảnh tháp 3, còn đây là cả CBUS. Nói chung là này là hết rồi các bạn ha. Thì tôi gửi cho mình là khoảng 100 slide này ha, để mình ôn tập với hai bài kia. Tối nay tôi soạn lại một lần nữa để gửi cho anh Toàn, như là tuần sau mình thấy rồi. Các bạn còn hỏi gì nữa các bạn? Dạ thầy, cho em xin hỏi hai câu thầy. Dạ, thứ nhất là cái trong cái nhồi máu não lũ huyết thì cái kích thước của nó là dưới 15 mm, vậy thì trong cái vi xuất huyết thì cái kích thước sao thầy? Bạn chưa? Dạ chưa, mấy bạn nói từ từ, một người, tại vì nói nhiều người chồng nó không có nghe. Bạn nào hỏi một người trước. Dạ cho em hỏi trước, đó là trong cái trường hợp là nhồi máu não lũ huyết thì kích thước của cái lỗ của cái sang chưa cái, chưa cái hình khoan. Khoan, mấy bạn cái nói từng liên đi ha. Bạn nào nãy hỏi tôi trong bài này trước đi. Ưu tiên là hỏi trong bài này trước, hỏi câu hỏi bạn đang hỏi cái về chuyên môn đó, hỏi trước đi. Rồi bạn nào hỏi đi bạn. Bạn nào đang hỏi là cái nốt mờ cái dạ cái nhồi máu não lỗ huyết thì cái kích thước là dưới 15 ly. Vậy thì trong cái vi xuất huyết thì cái kích thước khoảng bao nhiêu thầy? Vi xuất huyết hả? Dạ. Không thì cái đó là tôi chưa đọc được, ý nó là vi xuất huyết trong những trường hợp là tổn thương trục lăng tỏ đúng không? Thì những trường hợp đó thì ta chỉ nói đó, nhưng mà chưa đọc được thì ta chỉ đọc là có cái nhồi máu lỗ huyết thôi. Còn cái vi xuất huyết để tôi coi lại là đường kính nó bao nhiêu, nhưng mà tôi chưa từng đọc cái đó. Để bạn hỏi thì tôi sẽ tìm hiểu đó và giải đáp lại cho bạn. Dạ thầy, cho em hỏi câu thứ hai cũng là câu cuối cùng luôn.
Là cái xuất huyết não mà do tăng huyết áp hồi nãy thì mình có một cái tổn thương là nhân bèo, vậy thì còn ở tổn thương ở cái vị trí nào khác không thầy? Ý thứ hai thầy cho em xin hỏi cơ chế thầy. Nhưng mà cái cơ chế thì thường là một bác sĩ chẩn đoán ảnh thì trả lời không tốt bằng bác sĩ nội đâu ha. Nhưng mà ý đó là thường đó là những cái mà cái tổn thương á thì thường đối với những thường cái nhân nền nó phía bên trong á thì thường mà do tăng huyết áp thì sơ vữa, những cái sơ vữa ha, sơ vữa những cái mạch máu nhỏ trước ở trong nhân nền á, những cái mạch máu nhỏ thường là do cái của cái một những cái nhánh của động mạch mà não giữa ha. Thì những cái sơ vữa đó thì do tăng áp á, thì nó sẽ gây sơ vữa và nó vỡ những cái mạch đó trước ha. Thì thường mình sẽ gặp ở phía bên trong. Dạ rồi, cảm ơn thầy ạ. Nhưng mà những cái cơ chế đó thì có thể là bác sĩ nội sẽ giải thích tốt hơn. Rồi, tới bạn nào hỏi rồi tới ai hỏi nữa các bạn, hồi nãy tại mình hỏi một lượt nhiều quá đó, cái không có nghe được ai hỏi á. Rồi tới anh nào nói đi các bạn. Thầy ơi, cho em hỏi là thi cuối đợt ngày 17 tháng 6 thầy, là thi trên hình nữa thầy. À, cái đó thì không có cho được đâu. À, thì hôm nay ai có học á là nhìn mình sẽ biết á, mình nói một lần rồi mình nhìn mình biết rồi mình hiểu à, chứ hôm nay ai có học thật sự là có học thì nhìn sẽ hiểu rồi à. Rồi cái đó chắc nghĩ cũng không cần thiết lắm đó. À, cái nào mấy anh chị không hỏi không biết á, mình có thể hỏi trực tiếp bài slide đó là cái gì. Rồi rồi à, nói đi bạn. Rồi à, nói chung là cái đó thì nói chung là cái chuyện mà gửi bài là tụi mày tôi hơi gửi trễ tí xíu ha, nhưng mà cái phần của tôi á giống như mình học hai cái bài nãy với mình ôn cái phần này á là mình cảm nhận là mấy bạn nếu mà bạn có chịu ôn ngày hôm nay bạn ngồi á hết á là mình cũng thấy là không học bài bạn cũng có thể làm được rồi đó. Không, thi thi cuối đợt luôn đó. Ý đó là khoảng giữa giữa tuần sau hoặc cuối tuần sau các bạn thi á. Rồi còn ai hỏi gì nữa không các bạn? Thầy ơi, cho em hỏi là thi cuối đợt ngày 17 tháng 6 là mình có thi giữa kỳ không hay là như nào vậy thầy? Chắc thi một đợt, mấy 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 lần trước là thường đi một đợt không các Vậy là thi trên giấy hay là thi trên hình ảnh bạn? chiếu live thầy ơi? Rồi nói đi bạn. Đối với bài của tôi là mấy anh chị học trong slide hết. Thầy ơi, cho em hỏi là thi ngày 17 tháng 6 là thi cuối đợt đó, là thi có chiếu slide lên không hay là chỉ thi trên giấy làm trắc nghiệm không thầy? Dữ kỳ hoài. Cái phần đó thì thường là cái thi cuối đợt không chứ không có thi giữa kỳ. À, cái hồi nãy bạn nào có hỏi tôi cái gì nữa ta? À, thi có chiếu slide lên không á thì khi mình thi là thường là bạn sẽ thi bình thường mấy đợt trước mình do nhiều người nên mình sẽ thi là mình thi trên cái Google Form mấy bạn nha, thì trên chợ nó có cái hình hiện lên và mình sẽ bấm là bốn một trong bốn cái nào hoặc năm hoặc sáu đáp án á, gần tới ngày thi sẽ hướng dẫn các bạn cách thi như thế nào ha, mình đừng lo. Rồi hỏi đi bạn. Có chứ. Mà khoảng cái đề khoảng cái gì ha, nhưng mà để thống nhất cái thời nghĩa là khoảng 20 khoảng 20 câu á, thi là thi chung hết tất cả các bài ra. Rồi để tối nay tôi sẽ gửi lúc khoảng khoảng xong này là tôi trong đêm nay tôi sẽ gửi cho anh Toàn ha, gửi cái này luôn đó.
Rồi, vậy cảm ơn mấy anh chị đã theo dõi ha. Tôi sẽ gửi 3 phần, thứ nhất là hai cái bài kia và một cái slide này để mấy anh chị ôn tập. Rồi, cảm ơn mấy anh chị. Cảm ơn thầy. Rồi, chào các anh chị.